xin chào tất cả các bạn. Đây là chiếc Tecno Pova 2, một chiếc smartphone của một thương hiệu đến từ Hồng Kông. Và Tecno không phải là một thương hiệu mới, bởi vì thương hiệu này đã từng vào thị trường Việt Nam vào năm 2008 rồi. Nhưng mà vẫn đi một thời gian sau khi đã rất là thành công ở một số thị trường khác, thì hiện tại Tecno đã quay trở lại với một vài sản phẩm. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chiếc Tecno Pova 2. Chiếc smartphone này có một cái mức giá siêu rẻ luôn, chỉ từ 4.290.000 đồng cho đến 4.990.000 đồng cho hai phiên bản. Các bạn có thể tham khảo thêm tại FPT Shop nha. Tuy nhiên, với một cái mức giá rẻ như vậy, nhưng mà những thông số của máy đã khiến mình rất là bất ngờ. Khi mở hộp thì mình đã thấy ngay sự xuất hiện của chiếc Tecno Pova 2. Và ở đây thì mình đang có một cái phiên bản màu bạc, hơi ánh xanh một chút xíu. Mình sẽ lấy máy ra và để qua một bên khám phá tiếp các phụ kiện nha. Ở bên trong thì chúng ta sẽ có một số cái sách hướng dẫn sử dụng nè. Tiếp theo là một cái ốp lưng nhựa trong để chúng ta có thể bảo vệ mặt lưng của máy. Một cái gọi là bảo hành 12 tháng, một bảo hành 12 cộng 1 tháng của Tecno. Rồi, ở bên trong thì các bạn sẽ có cáp sạc USB-C. Chúng ta sẽ có thêm một cái tai nghe. Và cuối cùng là một củ sạc. Và đây là củ sạc nhanh với công suất là 18W. Và hiện tại trên tay của mình là chiếc Tecno Pova 2. Ở sản phẩm này về thiết kế thì mình thấy là nó có một cái điểm giống và một cái điểm khác so với những cái sản phẩm cùng cái tầm giá với lại chiếc Pova 2 này. Cái điểm giống đầu tiên đó chính là về cái ngôn ngữ thiết kế ở mặt lưng. Khi mà máy sở hữu có một cái mặt lưng được làm bằng chất liệu nhựa, kết hợp với đó là những cái đường tròn tạo nên một cái bề mặt nhám cho sản phẩm. Và mặt lưng của chiếc Pova 2 này cũng được kết hợp giữa rất là nhiều những cái họa tiết khác nhau, tạo nên một cái mặt lưng với rất là nhiều những cái chi tiết. Như là chúng ta sẽ có một cái đường dọc chia cái mặt lưng ra làm hai nè. Và khi mà chúng ta nghiêng lắc thì sẽ thấy là những cái hiệu ứng ánh sáng nó xen kẽ với nhau ở giữa hai cái phần nữa này. Và ở phía dưới góc là dòng chữ Tecno Pova rất là nổi bật. Ở trên là một cái cụm camera cũng khá là hầm hố. Còn cái điểm mà mình thấy khác so với lại những cái sản phẩm cùng cái tầm giá của máy, đó chính là về cái thiết kế màn hình. Khi mà hầu hết những cái sản phẩm trong cái phân khúc giá này thì có một cái thiết kế màn hình thường là sẽ là giọt nước. Và đó là một cái thiết kế cũng khá là truyền thống và hiện nay thì mọi người cũng rất là ít hạn sử dụng. Nhưng mà chiếc Pova 2 này thì lại có thiết kế chấm nút ruồi. Thì đây là một cái thiết kế được ưa chuộng hơn ở thời điểm hiện tại khi mà nó có một cái sự hiện đại. Tuy nhiên thì thiết kế nút ruồi này cũng chỉ được áp dụng trên những cái sản phẩm mà có cái phân khúc giá cao hơn thôi. Cho nên là với việc mà Pova 2 có một cái thiết kế màn hình nút ruồi này thì mình có thể là cho nó một cái điểm cộng về mặt thiết kế. Ấn tượng tiếp theo của mình về chiếc Tecno Pova 2 này khi mà cầm lên đó chính là máy khá là to và nặng tay nha. Bởi vì thứ nhất là máy có màn hình với kích thước là 6.9 inch lận và ở bên trong của nó là một cái viên pin 7000 mAh. Thì đây thực sự là một cái viên pin rất là lớn. Mình nhớ là rà soát lại tất cả những cái điện thoại mà mình từng trên tay á thì cao nhất cũng chỉ có 6000 mAh thôi. Và đây là lần đầu tiên mà mình cầm trên tay một chiếc smartphone có dung lượng pin là 7000 mAh luôn. Cho nên là khi mà cầm thì sẽ cảm giác hơi lạ một chút xíu bởi vì nó khá là nặng tay. Mặc dù là có kích thước to và nặng nhưng mà ở cạnh sau thì máy được hoàn thiện bo cong các cạnh á, cho nên là khi mà chúng ta cầm thì cái cảm giác cầm cũng khá là thoải mái. Đi một vòng xung quanh các cạnh thì ở bên cạnh phải nè, các bạn sẽ có nút tăng giảm âm lượng, nút nguồn sẽ được tích hợp luôn cái cảm biến vân tay. Và đối với những sản phẩm giá rẻ hiện tại thì thay vì là một cái cảm biến vân tay ở mặt lưng thì đã xuất hiện rất là lâu rồi, bây giờ thì người ta thường hay dời cái cảm biến vân tay tích hợp luôn cả vào cái nút nguồn thì nó sẽ thuận tiện hơn cho cái thao tác sử dụng của người dùng. Ở bên đây thì các bạn sẽ có một cái khe hai SIM hoặc là các bạn có thể sử dụng một SIM và một thẻ nhớ nha. Ở phía dưới chúng ta sẽ sử dụng cáp USB-C nè và có một cái jack cắm tai nghe cho các bạn nữa. Bên cạnh một cái thiết kế đục lỗ rất là hiện đại thì màn hình của chiếc Tecno Pova 2 này có những cái thông số rất là tốt, như là một cái màn hình thiết kế siêu lớn luôn, 6.9 inch. Chúng ta sẽ có độ phân giải là Full HD và tấm nền IPS. Màn hình lớn cho nên là mình thấy là mọi thứ nó cũng như là to hơn bình thường á, kể cả cái những cái icon nè. Và khi chúng ta vuốt xuống cái phần điều khiển ở bên trên thì những cái icon nó cũng được thiết kế rất là to. Với những cái thông số như vậy thì màn hình của chiếc Tecno Pova 2 có những cái ưu điểm như là hình ảnh hiển thị rất là sắc nét nè. Tấm nền IPS sẽ cho một cái góc nhìn rộng. Và một cái màn hình lớn như vậy mình thấy là chiếc Tecno Pova 2 sẽ thích hợp với những cái đối tượng người dùng sau. Đầu tiên là những người lớn nè,
muốn sử dụng điện thoại thông minh nhưng mà yêu cầu là màn hình vẫn là lớn và mọi thứ nó phải lớn để cho người lớn có thể dễ dàng thao tác. Và thứ hai là những cái bác tài xế xe công nghệ chẳng hạn, thì một cái màn hình lớn sẽ giúp chúng ta có nhiều không gian hiển thị và các bác tài sẽ dễ dàng quan sát hơn trên màn hình này. Bên cạnh đó thì viên pin 7000 mAh sẽ giúp cho chúng ta có thể chạy thoải mái một ngày dài luôn, chứ không phải lúc nào cũng phải lỉnh kỉnh rất là nhiều phụ kiện pin sạc dự phòng ở bên cạnh. Dù nằm trong phân khúc giá rẻ nhưng mà chiếc Tecno Pova 2 này lại được đầu tư hẳn 4 camera luôn. Đầu tiên chúng ta sẽ có camera chính là 48 megapixel, camera góc rộng là 8 megapixel, camera 2 megapixel để đo chiều sâu và thêm một cái camera macro 2 megapixel nữa. Nếu mà chỉ xét về cái 4 camera này thì mình sẽ không nghĩ là chiếc Tecno Pova 2 này có mức giá dưới 4 triệu đâu. Với việc được đầu tư nhiều cái camera như vậy thì ở bên trong phần giao diện chụp ảnh các bạn cũng sẽ có rất là nhiều những cái tùy chọn chụp ảnh khác nhau. Như là chúng ta sẽ có zoom nè, chụp ảnh macro, và chúng ta cũng sẽ có tính năng chụp ảnh làm đẹp với rất là nhiều những cái tùy chỉnh về gương mặt cũng như là về cơ thể khi mà mình chụp ảnh. Chụp ảnh chân dung xóa phông nè, và sẽ có một cái tính năng chụp ảnh là Super Night luôn. Tuy nhiên mình thấy là chụp ảnh Super Night này nó cho một cái độ cải thiện về độ sáng tốt, nhưng về chi tiết thì nó không được giữ lại nhiều. Một cái điểm mà mình khá là bất ngờ nữa về chiếc Pova 2 đó chính là trong cái phần quay video của nó thì được đầu tư rất là nhiều những tính năng. Như là chúng ta sẽ có quay video chống rung nè, các bạn cũng có thể quay video xóa phông, bên cạnh đó là quay video với tính năng làm đẹp AI. Và cuối cùng khá là bất ngờ đó chính là máy sẽ hỗ trợ người dùng quay video với chất lượng tối đa lên đến tận 2K. Và đây là một điều mà phải nói là rất là hiếm thấy ở những chiếc smartphone dưới 5 triệu như là chiếc Pova 2 này. Hiện tại thì mình đang ở giao diện chụp ảnh selfie của chiếc Tecno Pova 2 và camera selfie của nó có độ phân giải là 8 megapixel, và mình rất là thích cái cách mà Tecno đã phủ một cái lớp làm đẹp rất là nhẹ nhàng, một cái lớp màu hồng phấn khi mà mình chụp ảnh selfie. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ có AI camera chụp ảnh chân dung khi mà chúng ta selfie nè, quay video selfie có cả những cái tính năng chống rung và quay video selfie chân dung luôn. Và trong phần cuối cùng thì các bạn sẽ có những cái sticker mà mình có thể sử dụng nhanh trên chính cái phần chụp camera của chiếc Tecno Pova 2 thay vì là tải những cái app thứ ba bên ngoài. Nếu mà xét về chiếc smartphone dưới 8 triệu thì mình thấy là những cái tính năng trong phần camera của chiếc Tecno Pova 2 có thể mang lại cho các bạn nhiều những cái trải nghiệm hơn so với là cái mức giá của máy. Chiếc Tecno Pova 2 này được trang bị cấu hình bao gồm con chip Helio G85 với hai sự lựa chọn dung lượng RAM là 4GB và 6GB, cùng với hai mức dung lượng bộ nhớ trong là 64GB và 128GB. Chiếc máy Pova 2 này có một cái hiệu năng ổn trong những cái tác vụ thường ngày và chơi những cái tựa game phổ biến như là Liên Minh chẳng hạn, thì mình thấy là đã có rất nhiều bài test về cái hiệu năng của con chip Helio G85 này rồi. Về phần mềm thì Tecno Pova 2 sẽ chạy hệ điều hành 2OS 7.6 được tùy biến dựa trên Android 11. Dung lượng pin của máy thì lúc nãy mình có giới thiệu rồi là 7000 mAh, và với một cái mức dung lượng lớn như vậy thì kể cả trong những cái sử dụng hàng ngày của mình thì các bạn cũng có thể sử dụng rất là lâu, có thể là 2 ngày hoặc là hơn tùy vào cái cường độ sử dụng của các bạn nữa. Ngoài ra thì chiếc Tecno Pova 2 này cũng được trang bị công nghệ sạc nhanh là 18W. Tuy là một cái con số chưa cao, nhưng mà có còn hơn không đúng không? Đặc biệt là đây còn là một chiếc smartphone giá rẻ nữa. Và cái sạc nhanh này cũng sẽ có thể góp phần rút ngắn cái thời gian sạc đầy của chúng ta lên một chút. Mặc dù là một cái thương hiệu cũng khá là lạ lẫm với người dùng Việt Nam, tuy nhiên mình thấy với những cái thông số mà và những cái tính năng mà Tecno mang đến cho chiếc Pova 2 này thì đây sẽ là một cái sự lựa chọn thích hợp nếu như các bạn muốn tìm kiếm một sản phẩm với một cái mức giá dưới 5 triệu nhưng mà cho những cái trải nghiệm có thể nói là cao hơn so với lại cái mức giá đó. Hiện tại thì các bạn đã có thể mua chiếc Tecno Pova 2 này với hai tùy chọn 6GB và 4GB tại hệ thống cửa hàng của FPT Shop với rất nhiều những cái chương trình ưu đãi khác nhau. Chi tiết các bạn có thể tham khảo tại trang web fptshop.com.vn nha. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhé.